Thưa quý vị, homestay là loại hình du lịch phổ biến trên thế giới và thời gian gần đây phát triển khá mạnh trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đúng nghĩa, home from home thì trong chuyến du lịch, khách sẽ nghỉ tại ngôi nhà của cư dân bản địa, sống và sinh hoạt như một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, do đặc thù văn hóa, nhu cầu của du khách và cách làm du lịch của người dân mỗi địa phương mà loại hình du lịch homestay trên địa bàn tỉnh phần lớn là biến thể, chưa đúng với nghĩa gốc vốn có. Dù vậy, loại hình này cũng tạo ra luồng sinh khí mới, sản phẩm mới để thu hút khách. Nhờ chi phí thấp lại được tự do, thoải mái hơn nhà nghỉ, khách sạn. Ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Bắt đầu hoạt động từ năm 2020, Homestay Mango nằm dưới chân núi Kỳ Dân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, thu hút được nhiều du khách nhờ được thiết kế nổi bật giữa vườn xoài xanh mát cùng những buồng gỗ bungalow độc đáo. Đến đây, du khách có thể tự đi chợ nấu nướng, tổ chức tiệc ngoài trời. Tuy nhiên, do gia chủ của Homestay Mango là người Sài Gòn, nên việc tìm hiểu văn hóa của cư dân bản địa với du khách cũng hạn chế. Phần lớn khách đến đây vì thế cũng chủ yếu là nghỉ ngơi và trải nghiệm cuộc sống thanh bình dân dã. Nhưng mà mọi người vào đây nghỉ dưỡng thì mọi người cảm giác như là mình đang được hòa mình vào trong thiên nhiên, bởi vì phía sau là núi, phía trước là biển, và đặc biệt là bởi vì cạnh đây là núi cho nên là những em khỉ cũng hay xuống đây chơi nữa. Còn đây là Homestay Sala House, khu phố Phước An, thị trấn Phước Hải. Ở cạnh chợ mới Phước Hải, nên khi chọn Sala House, khách thuận tiện hơn khi đi chợ mua hải sản tươi sống và chế biến. Gia chủ của Homestay là người bản địa, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn du khách tìm hiểu về đặc điểm văn hóa địa phương khi cần. Nhưng khách không thể sinh hoạt chung như một thành viên trong gia đình. Bởi thực tế, homestay này thực chất giống như một nhà nghỉ, chỉ khác là có thêm khu bếp để khách tự nấu nướng hay có thêm phòng tập thể dục dành cho những nhóm bạn hoặc gia đình. Em thấy cái mô hình homestay bắt đầu từ em đi Đà Lạt thì rất là hay. Nó có một khu nguyên bếp để mọi người sinh hoạt, thì muốn đem những cái điều tốt đẹp đó về quê hương của mình. Và quê hương của mình đang là một thị trấn phát triển mảng du lịch biển, thì em thấy cái mô hình này rất là hợp lý. Một loại hình lưu trú cũng được gọi là homestay, nhưng do công ty quản lý. Những homestay này do các cá nhân xây dựng, sau đó cho các công ty đơn vị trung gian kinh doanh dịch vụ du lịch thuê lại vận hành. Chúng ta có mục đích của người ta sau này là sẽ là phát triển thành một cái chuỗi về vấn đề kinh doanh homestay. Ví dụ như là kết hợp với những cái người chủ khác. Ví dụ như những người chủ mà ở thành phố Hồ Chí Minh xuống về đây mà mua đất đầu tư, xong rồi đầu tư homestay lên thì không cần phải là thuê người khai thác kinh doanh cái đó, hay là thuê người quản lý, hay là trông coi những việc đó, thì sẽ giao cho Rostar. Thì Rostar sẽ ký kết về vấn đề đó, Rostar trở thành một chuỗi khai thác kinh doanh trên vấn đề đó. Hiện tại trên địa bàn huyện Đất Đỏ có 13 cơ sở kinh doanh homestay với 70 phòng, chủ yếu ở thị trấn Phước Hải. Các cơ sở homestay này được chính quyền địa phương quản lý theo hình thức kinh doanh, hộ gia đình có phòng cho thuê. Đến nay, tại các homestay chưa xảy ra bất kỳ phản ánh nào về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy hay các tệ nạn xã hội. Đối với cái loại hình homestay là một loại hình mới, ở huyện tạo mọi điều kiện về cái phần về hướng dẫn về thủ tục pháp lý, cũng như là các cái điều kiện để hướng dẫn để cho loại hình này nó hoạt động đúng theo quy định, cũng như là phục vụ cho cái nhân dân và du khách. Thêm một cái loại hình mới này thì mình nghĩ thì góp phần cho cái du lịch nó tăng thêm cái lượng khách cũng như là doanh thu, góp phần cho cái việc phát triển du lịch của huyện Đất Đỏ. Việc ra đời các homestay đã đáp ứng được nhu cầu du lịch với giá cả phải chăng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là cảm giác gần gũi hay những trải nghiệm mới mẻ thú vị cho du khách. Tuy nhiên, để loại hình này phát triển bền vững thì cần biến homestay thành một sản phẩm du lịch đúng nghĩa, home from home, hoàn chỉnh, chứ không chỉ đơn thuần là dịch vụ lưu trú như hiện tại.